Xin chào các bạn, chào mừng hôm nay đã quay trở lại VLAB. 12 triệu thì là một cái mức giá khá là cao, mình thì chắc chắn là không với tới rồi. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng các bạn, những người xem VLAB chắc chắn là sẽ có những cái bạn đang có 12 triệu và đang phân vân không biết là lựa chọn cho mình chi tiêu thế nào trong điện tầm giá đấy không nào. Thì đó chính là vì lý do mà ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn hai chiếc smartphone cho tầm giá 12 triệu đồng. Đó là chiếc Oppo Reno và chiếc Xiaomi Mi 9, xem rằng đâu sẽ là chiếc máy đáng mua nhá. Cùng bắt đầu nào. Và đầu tiên, đối với cả hai chiếc máy này thì phải nói rằng là nó đi theo hai cái hướng khá là khác biệt nhau. Đối với cả Oppo Reno với cái mức giá hãng báo ra là 13 triệu đồng nhưng mình có trích được trên Hoàng Mobile, thì cái mức giá của nó kèm cả rất là nhiều quà tặng thì nó sẽ rất là linh hoạt. Các bạn hoàn toàn có thể là click vào cái đường link bên dưới, mình sẽ để ở phần mô tả nhá. Thì cái chiếc điện thoại này có thiết kế phá cách và nó phù hợp với những người mà muốn có một cái thiết kế khác biệt nhưng mà lại không yêu cầu quá cao về cấu hình. Còn đối với cả Xiaomi Mi 9 với cái mức giá 12 triệu đồng tại Hoàng Mobile, mình cũng vừa mới check được thì đây lại là một chiếc máy mà cực kỳ tốt về khoản gaming. Thế nên là nếu như các bạn đang cần một chiếc máy để chơi game try hard thì Xiaomi Mi 9 chính xác là những thứ dành cho bạn. Vậy thì chúng ta so sánh cái gì bây giờ? Thì như mình có tham khảo được thì cái thông số camera là một cái gì đó rất là cần kèo ra chiếc máy này. Vì vậy nên chúng ta hãy cùng đến ngay với cả phần so sánh camera nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy đến với cả phần đủ sáng đi. Thì ở đây hai máy thể hiện chi tiết khá là tốt và gần như là ngang nhau. Tuy nhiên thì Xiaomi Mi 9 sẽ thiên về đẩy cái tông màu vàng lên và nhìn nó hơi bị gắt một chút. Ở cái tấm ảnh mà mình chụp cái tòa nhà này, các bạn thấy rằng là cái tòa nhà thì màu trắng nhưng mà Mi 9 nó đẩy lên cái màu vàng nhìn khá là rõ rệt. Còn mình thấy rằng Reno có cái phần màu nó chuẩn hơn, nó chân thực hơn. Nhưng mà bù lại thì Xiaomi Mi 9 lại có cái cam chụp góc rộng này. Đây là một tính năng khá là hay ho, mình nghĩ rằng các bạn sẽ cần khi mà chụp phong cảnh đi chơi xa. Tuy nhiên thì khi mà mình chụp ở những cái tấm ảnh mà chụp hoa khá là cận thì cái chiếc Xiaomi Mi 9 lại thể hiện cái giải nhạy sáng tốt hơn khi mà nó cho cái cánh hoa một cái màu sắc khá là bắt mắt. Còn ở bên trên cái chiếc Oppo Reno thì nó đã bị cháy rồi. Và ở một cái tấm ảnh khác nữa thì cái chiếc Xiaomi Mi 9 cũng thể hiện được cái sự nhạy sáng tốt hơn của mình khi mà nó cho cái nền trời một cái màu khá là chân thực, trong khi đó thì Reno bị đẩy hơi cháy một chút. Trong khi ngày hôm mình chụp cái bức ảnh này thì làm cái hôm mà trời nó hơi bị âm u. Vậy nên chốt lại với cái phần đủ sáng thì mình thấy rằng là Xiaomi Mi 9 tốt về giải nhạy sáng, còn Oppo Reno thì tốt về cái phần màu sắc chân thực. Sang khoảng chụp xóa phông thì cả hai máy đều thể hiện tốt và cái phần chuyển rất là mượt. Tuy nhiên thì cái chiếc Reno sẽ có góc rộng hơn một chút. Về phần chụp selfie thì sao? Thì khi mà chụp đủ sáng, Reno thì có vẻ là làm cho cái mặt người chụp nó ảo hơn một chút so với cả Mi 9. Nhìn chung thì hai máy đều thể hiện tốt ở phần này và rất thích hợp để chụp ảnh sống ảo. Nhưng mà cái vấn đề hiện lên khi mà các bạn chụp selfie xóa phông thì chiếc Oppo Reno nó không ngon bằng chiếc Mi 9 khi mà có nhiều chi tiết bị lẹt. Cái này thì mình nghĩ rằng là do phần mềm thôi, bởi vì chiếc Mi 9 có một phần mềm xử lý cực kỳ là mạnh mẽ. Sang khoản quay camera thì đầu tiên mình sẽ nhận xét về mic thu nhá. Thì như các bạn có thể nghe thấy rằng là mic thu của Reno thì tốt, mic khá là ấm. Tuy nhiên thì về lọc gió thì mình thấy rằng là Mi 9 lại lọc gió tốt hơn khi mà mình quay ở một cái điều kiện khá là nhiều gió. Và cam sau của Reno thì cho cái video có chi tiết và màu sắc rất là chân thực. Chiếc Mi 9 thì thực ra cũng tốt đấy, nhưng mà nó bị đẩy màu nên hơi quá gắt nên là nhiều chi tiết bị cháy. Và nhìn chung thì dùng Reno quay thì vẫn ổn hơn. Nó khi mà quay xong thì dễ bề chỉnh sửa hậu kỳ về sau. Khả năng chống rung của Reno mình cũng đánh giá là tốt hơn so với cả Mi 9. Ok, các bạn đang nghe mic thu của Oppo Reno và Xiaomi Mi 9. Hiện tại thì mình đang có quay một cái video ở cái điều kiện khá là đủ sáng. Và theo như mình thấy thì cái màu sắc ở bên chiếc Xiaomi Mi 9 nhìn nó khá là nịnh mắt và cũng bị đẩy lên khá là gắt. Tiếp theo sau phần chụp thiếu sáng thì Xiaomi Mi 9 sẽ cho ảnh có cái màu sắc tươi hơn. Kiểm soát ánh sáng cũng tốt hơn khi mà ảnh ít noise, vùng xung quanh những cái ánh đèn thì nó sẽ không bị cháy. Và như các bạn nhìn thấy vào cái phần tường ấy thì nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều bởi những cái ánh đèn. Còn ảnh ở trên Reno thì nó hơi noise một chút và hơi bị bệt màu. Và khi mà mình bật cái chế độ Night Mode ở cả hai cái chiếc máy này thì cá nhân mình thấy rằng là mình không đánh giá cao cái chế độ Night Mode khi mà nó chỉ giúp lấy được sáng hơn nhiều một chút thôi. Chứ chi tiết thì nó không được lấy hơn nhiều. Nhưng mà ở cái phần Night Mode này thì Mi 9 cũng cho một cái ảnh tốt hơn, chi tiết tốt hơn. Và chốt lại phần camera này với hai cái thông số khá là tương đồng nhau. Nếu như các bạn cần một cái camera mà chụp ảnh kiểu là màu sắc đậm đà, có thể đăng lên mạng ngay, rồi là có một cái giải nhạy sáng tốt, kèm theo đó thì khả năng chụp đêm cực kỳ tuyệt vời, thì chắc chắn là các bạn nên chọn Mi 9. Còn nếu như các bạn là một cái tuýp người mà thích chụp ảnh có cái màu sắc chân thực này, rồi là hay quay video, hay quay kiểu vlog các thứ, thì chọn Reno nó sẽ hơn.
Tiếp theo, sau phần màn hình thì lại là một cái gì đấy nó khá là tương đồng đối với cả hai chiếc máy này, khi mà cái kích thước của nó gần như là tương đương nhau, 6.4, 6.39 inch, độ phân giải cũng Full HD Plus như nhau. Thế nhưng mà về công nghệ thì có khác một chút, đó là ở trên chiếc Xiaomi Mi 9 thì là Super AMOLED, còn ở trên Oppo Reno thì là AMOLED mà thôi. Xét về cái mặt thiết kế thì chắc chắn là Oppo Reno ăn đứt rồi, bởi vì như các bạn nhìn thấy đây, chúng ta có một cái màn hình các cái viền rất là mỏng, nó không hề khiếm khuyết gì cả, không hề có thai thỏ, không hề nốt ruồi giọt nước gì cả, bởi vì chúng ta đã được thay thế cái camera kiểu ở đằng trước giọt nước của chiếc Mi 9 bằng cái vây cảm mập cực kỳ là tuyệt vời đấy rồi. Vì vậy nên nếu như các bạn ưu tiên về mặt thiết kế thì hãy cứ chọn Reno đi. Còn về cái chất lượng thì sao, thì mình có đo bằng dụng cụ đo chuyên dụng Relax, chiều sâu màu đen đều là không này, thể hiện cái khả năng hiển thị rất là tốt ở trên cả hai chiếc máy này về cái phần màu sắc. Tuy nhiên thì nếu như các bạn nhìn vào cái phần màn trắng nhá, thì cái chiếc Reno nó sẽ thiên hơi về tông ám vàng, còn cái chiếc Mi 9 nó thiên hơi về tông ám xanh. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì về cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày bình thường của mình thì sẽ không có quá nhiều sự khác biệt. Thế nên chắc chắn là về phần màn hình này thì mình sẽ chọn chiếc Oppo Reno. Tiếp theo sang phần hiệu năng, mặc dù Snapdragon 710 không yếu chút nào, chơi game vẫn khá là ngon. Thế nhưng mà khi mà đặt cạnh Snapdragon 855 thì thật sự là không có cửa. Và như thế thì còn phải cái điều gì mà bàn cãi nữa, khi mà phần hiệu năng chiếc Mi 9 này thắng áp đảo, các bạn chọn hiệu năng, chọn Mi 9. Về phần thiết kế thì mình cũng thấy rằng là đây là một cái điểm cũng nghiêng hẳn về chiếc Oppo Reno, khi mà kể cả mặt trước mình đã vừa nói rồi, cộng với cả cái camera vây cảm mập rất là khác biệt so với cả những smartphone khác ở trên thị trường, và cái mặt lưng đằng sau với một cái đường line nó tạo cái điểm nhấn của máy, thì cá nhân mình thấy rằng là nó đẹp hơn so với cả chiếc Mi 9. Mặc dù là một chiếc flagship, chất liệu cũng cao cấp, thế nhưng mà nó không có nhiều sự khác biệt so với cả những cái chiếc máy khác trên thị trường. Các bạn bỏ ra hơn 10 triệu có được chiếc Oppo Reno, nó khác biệt, nhưng các bạn bỏ ra hơn 10 triệu có được Mi 9, nó không khác lắm, thậm chí là không khác với cả Mi 8. Sang phần pin thì Oppo Reno cũng có viên pin lớn hơn, công nghệ sạc VOOC. Mặc dù là cả hai máy này thì đều có sạc nhanh 20W, thế nhưng mà về khoản pin thì mình thấy rằng là mình rất là hài lòng với cả chiếc Oppo Reno. Còn đối với cả Xiaomi Mi 9 thì như bạn, nếu như bạn xem cái video ở bên kênh Vật Vờ anh Vinh đã làm thì chiếc Mi 9 này cũng là cái chiếc mà anh Vinh đã test rồi, mình thấy rằng là cái dung lượng pin của nó quả thật là không ổn lắm. Mình không biết là các bạn nhìn nào, nếu như các bạn có trải nghiệm khác với cả chiếc máy này thì hoàn toàn có thể để lại bình luận của mình bên dưới phần comment nhé. Và cả hai máy này đều được trang bị vân tay đặt trong màn hình, và cái tốc độ của nó thì rất là nhanh và ngang bằng nhau. Tiếp theo về mặt phần mềm thì ở bên này chúng ta sẽ có ColorOS với nhiều những cái tùy biến hay ho. Thế nhưng mà cá nhân mình thấy rằng là nếu như các bạn ưu tiên về khoản sử dụng lâu dài ấy, thì MIUI nó vẫn có một tập người dùng đông hơn, nó vẫn được hỗ trợ lâu hơn, đặc biệt là với một chiếc máy mà Xiaomi coi nó như một chiếc flagship thì chắc chắn rằng cái phần cập nhật các thứ thì nó sẽ tốt hơn so với cả Oppo Reno. Cuối cùng chốt lại thì theo như những cái ý kiến của mọi người thì chiếc Xiaomi Mi 9 12 triệu đồng là ngon, nhưng mà chiếc Oppo Reno thì 12 triệu đồng là hơi đắt. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì ý kiến của mình là như thế này: chiếc Xiaomi Mi 9 thường được mọi người coi là flagship bởi vì là nó mang trong mình một cấu hình của chiếc flagship, các bạn mua nó được rất là nhiều về cấu hình. Tuy nhiên thì cá nhân mình thấy rằng là chiếc flagship này là một chiếc flagship, nó không có nhiều sự khác biệt và không tạo nên cái sự đẳng cấp cho người sử dụng nó. Tuy nhiên đối với cả Oppo Reno, mình nghĩ rằng các bạn nên nhìn nhận nó theo một góc nhìn khác, bởi vì mặc dù là cấu hình của nó không flagship, thế nhưng mà về cái thiết kế của nó, cái thiết kế này thì nằm nhiều về cảm quan người dùng, nhưng mình thấy rằng cảm quan của mình nó rất là flagship khi mà nó khác biệt so với cả đại đa số những chiếc máy khác trên thị trường. Và các bạn bỏ ra 12 triệu mua Mi 9 mua được hiệu năng ngon, nhưng các bạn bỏ ra 12 triệu mua Oppo Reno cũng là mua được thiết kế ngon. Vậy các bạn nghĩ sao về hai chiếc máy này? Các bạn thích chiếc máy nào hơn? Thì hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên rằng là tại Hoàng Mobile hiện tại đang có rất là nhiều chương trình hấp dẫn dành cho cả hai chiếc máy này. Đối với cả chiếc Mi 9 thì Snapdragon 855 các bạn chỉ phải bỏ ra 11.990.000 mà thôi. Còn đối với cả Oppo Reno, mặc dù mức giá của nó hiện tại vẫn đang đặt là 12.990, thế nhưng mà các bạn nhìn cái phần quà bên dưới, các bạn sẽ được tặng rất là nhiều, thậm chí là được trừ quà nữa. Và video đến đây cũng là hết rồi. Nếu như thấy hay đừng quên nhấn like, subscribe, nút chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình ra trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.